chào các bạn đã đến với kênh chia sẻ kiến thức cuộc sống. Sau đây là tiểu sử của ông Đoàn Ngọc Hải theo kênh vovgiaothong.vn. Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến việc Phó Chủ tịch quận Nhất trực tiếp xuống đường đòi vỉa hè cho người đi bộ. Vậy, ông Đoàn Ngọc Hải là ai? Bằng cấp 3 trong 1. Trong tìm hiểu của phóng viên, ông Đoàn Ngọc Hải sinh ngày 10 tháng 10 năm 1969, quê quán ở xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Hiện ông đang cư trú tại phường Ca Đao, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Về học vấn, ông Hải cùng một lúc sở hữu 3 bằng đại học kinh tế học, luật học, xã hội học. Trước khi trở thành Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Nhất, ông Hải đã kinh qua nhiều chức vụ khác nhau trong bộ máy công quyền của thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, từ tháng 5 năm 1994 đến tháng 2 năm 2008, ông làm việc tại chi cục thuế quận Nhất, giữ các chức vụ nhân viên đội phó, đội trưởng đội thu thuế phía trước bạ, đội trưởng đội thuế liên phường Cô Giang, cầu kho, cầu ông Lãnh. Ông được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3 tháng 2 năm 2000. Từ tháng 3 năm 2008 đến tháng 10 năm 2008, ông là phó trưởng phòng kinh tế quận Nhất. Từ tháng 11 năm 2008 đến tháng 2 năm 2010, ông giữ các chức vụ phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân phường cầu ông Lãnh, quận Nhất. Từ tháng 3 năm 2010 đến tháng 10 năm 2013, ông là bí thư đảng ủy phường cầu ông Lãnh, quận Nhất. Từ tháng 10 năm 2013 đến tháng 4 năm 2015, ông là ủy viên ban thường vụ quận ủy, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra. Từ tháng 4 năm 2015 đến nay, ông là ủy viên ban thường vụ quận ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận Nhất. Trong đợt bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân quận Nhất nhiệm kỳ 2016 năm 2021 diễn ra tháng 5 năm 2016, được chấp thuận của tổ chức và sự tín nhiệm của đồng bào cử tri, ông Hải đã tham gia ứng cử và trúng cử. Quá trình công tác của ông. Chương lao động hạng 3 vào năm 2014. Người dân là khách hàng, không phải là người đi xin xỏ. Không phải chờ đến khi đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Nhất thì phong cách làm việc quyết liệt của ông Hải mới được biết đến. Trước đó, thời còn làm lãnh đạo phường cầu ông Lãnh, quận Nhất, ông Hải đã được các đồng sự nhìn nhận như một vị lãnh đạo nói đi đôi với làm, luôn quan tâm đến cuộc sống của người dân. Ông Nguyễn Văn Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường cầu ông Lãnh, quận Nhất, chia sẻ, từ thời gian còn công tác tại phường cầu ông Lãnh, anh Hải đã rất quan tâm đến vấn đề trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Ví như, việc giải tỏa chợ ở gần cầu ông Lãnh, nếu như ngày trước khu vực này có rất nhiều rác rưởi, mất vệ sinh, mất mỹ quan, thì sau khi quá trình vận động tuyên truyền, xử lý, nơi đây đã có rất nhiều chuyển biến tích cực. Theo Phó Chủ tịch phường cầu ông Lãnh, trước đây anh Hải còn rất quan tâm đến lĩnh vực cải cách hành chính. Trong các buổi họp, anh Hải liên tục nhắc nhở nhân viên phải trả hồ sơ đúng hạn, khi tiếp dân thì khuôn mặt phải tươi tắn, phải bỏ cơ chế xin cho, phải coi người dân là khách hàng chứ không phải là người đến xin xỏ mình. Anh Hải cũng chỉ đạo cán bộ phường khi xử lý công vụ phải ưu tiên các trường hợp là phụ nữ mang thai, người già. Ông Phú nhớ lại, cũng theo ông Phú thì ông Hải là người rất quan tâm đến đời sống của người dân, đặc biệt là những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh. Đã có nhiều lần anh Hải tự mình bỏ tiền túi và kêu gọi bạn bè hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, anh ấy không hề đắn đo và suy nghĩ. Ông Phú vui vẻ nói, mới đầu làm việc với một người lãnh đạo cứng rắn như đồng chí Hải thì mình cũng bỡ ngỡ, nhưng sau đó quen dần với phong cách làm việc của anh ấy, một trái tim nhân ái. Đồng quan điểm với Phó Chủ tịch. Theo Ngọc Tiến, Phạm Thịnh, doanh nhân.vn. Bài chia sẻ đến đây là kết thúc. Nếu như các bạn thấy hữu ích
thì các bạn hãy đăng ký kênh của mình và hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong buổi chia sẻ tiếp theo.